Đây, mẫu mạch lo kéo ha, nguồn sung D3, nguồn sung ha, D3 này, nguồn sung này. Nguồn sung đâu? Nguồn sung đây. Nguồn sung để mình cắm điện 220 ha. Vừa chạy cho mạch và vừa đỡ sạc mình luôn. Tiện lợi không? Quá tiện lợi đi ha. Đây. Vừa gắm cho mạch để chạy 220, vừa sạc bình luôn. Mạch HA862 D3 có nguồn sung. Hấp dẫn luôn ha. Có cổng AUX input RL ha. Đây. Bên đây là có thêm cổng AUX nữa ha. Hai đường mình muốn kết nối với tivi đường nào cũng được hết ha. Thông thường là mình kết nối bằng dây bông sen thuận lợi hơn. RL AUX input ha. Đây. Chơi được guitar ha, cắm sạc này ha. Thì ở đây mình